Nhìn đau à? Khó thế. Súng với nó mà coi kìa. Đừng gấp lắm. Một ống đã sữa nằm im nha. Bữa hôm trước em làm cái tiêu khuẩn hai lần rồi phải không? Dạ, cái được có 2 tuần hết đó. Đỡ đúng không? Được 2 tuần. Nhưng mà cái nắng đỡ nhiều mà. Thì đó chị làm giùm cho em thôi đúng không? Dạ. Làm nó đi, đỡ lắm. Ý là làm phải nhiều lần chứ mua làm một lần mà không đỡ hết đâu. Nó làm tiêu khuẩn cho nó hết đi. Nghiêng qua cái nè, gồng mất mỏi tay luôn á. Chứ em máy rồi chị đè cái tay chị còn mỏi hơn nữa. Cố gắng nè. Im nè. Đâm đau chưa? Hăm dọa. Đau ghê đó hả? Đau. Rồi, nhẹ nhàng hết sức. Nãy đang nhẹ thì mùa đau. Bụng to thì cũng phải đau thôi chứ. Đừng có nhúng. Đâm hoài mà đúng. Rồi đỡ bên đi. Và trên này thì mẹ khóc khóc khóc. Đi với ai? Chị nói đi bà nội ghê rồi trời. Trời, bụng sung sướng. Hey. Phê dễ sợ.
Em đoán được bao nhiêu tuổi em? Thì đoán đi. Hỏi rồi nhưng mà nói tuổi chưa? Cái chi? Nhưng mà ý là em kêu bao nhiêu tuổi? Bằng tuổi chế đó. Công bố. Đau quá. Cho thằng câu lên cây. Không trả thiệt mà, hồi trước không trả hơn nửa kìa. Trừ đi là đỡ đó. Trừ đi là già rồi đó. Đau quá. Im đó. Vợ đâu rồi? À, ủa, bữa nay đang thích Hà rồi hả? Rồi, bỏ lon rồi. Chết rồi. Nghi quá. Đổi hướng, đổi giọng nhanh nghe đấy chị. Đau đi. Im nè. Xí thâu. Thằng này quen rồi. Im nè, đừng có giật giật giật. Nhìn chân với tay hắn co. Không đứa đó. Còn đau hơn nữa, anh chịu đựng được mà. Đau. Mình đừng có hát và nặng đau đó. Bây giờ anh cố gắng cho chị nặng xíu. Sao mình nặng hoài không đỡ chứ một chân. Quay cái nghiền răng quá. Quay trên đây nè. Quay lên đây nè. Đừng có lắc nữa nghe. Người ta quay xí mì. Cơm miếng. Trời, bột mũ sung sướng. Phê vãi nồi. Chị đang về rồi đúng không chị? Ừ, chị mới muốn chích chi. Sao chị nghe nói chị chắc là chị nghe chích thôi vậy? Thì con Trang chích mà. Thì tim lung cho rồi. Thì là tự đi vậy. Không ai dẫn đi nữa đâu. Mới sướng vừa thôi chứ. Ủa? Ta dẫn đi lần để cho biết rồi. Ê, chị là giống như là cái chi rồi. Chị có chị nó có động lực chị ơi. Cali bên đây có đi làm không? Không. Không à? Để Cali đi đi luôn chị. Cô rủ Cali đi đi làm cái nó luôn. Thôi. Làm hẳn cười luôn. Thôi đi, giả điên. Giả điên. Em giả điên vừa thôi. Trừ trừ ta nói ta cho mày 100.000 ha, mày qua đó là mày qua được liền luôn. Thì em phải bận không vậy? Đó, thì rất thôi. Nhưng mà em thiệt thì em không biết đường này. Ở đó thôi. Thôi đừng có giả điên em ơi. Chị nhớ là cái à tôi để chị dắt hai đứa đi. Chị vì gió đánh luôn thì phục này nó đi. Thôi để chị hai đứa đi. Em nhìn mà chị ngu mày. Không. Có. Có à? Anh thằng này muốn nặng muộn đau đúng không? Cầm kim đó anh nha. Được chưa? Kêu em giờ phải tẩu. Không, cái này đâu. Nó giỡn chứ giờ cũng đã đau rồi nên là chị không 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 cần thiết nữa. Có hù cũng vậy đúng không em? Dạ. Cũng đau thôi đúng không? Đường mô cũng đau. Đường mô cũng đau rồi, nói luôn đúng không? Nằm im nha. Sướng lắm em.
để chị quay xem. Xe ảo thuật, xe ba lông Nguyễn hả? Coi gì im. Im nè. Không nữa. Không lắc khăn. Lắc cái họ chửi người quay chứ không phải chửi người nằm mụn đó. Im ra nghe. Đứa mà quay anh quay clip kìa. Đừng lắc. Nó muốn mình nổi như con. Mà hình nó rung luôn mà chị. Ừ. Lắc kinh quá mà. Chị phải rung theo quá, không rung chứ. Nó phóng to rồi kìa mà ông lắc một phát là bà rung rồi đó, bà rung rồi đó, bà rung tay rồi đó. Cười nữa. Thôi quay ngược quay lại đây đi. Nghiêng qua em chị xíu nha. Chỗ này xíu nữa thôi. 2 phút nữa là ta tắt rồi ta phát. 2 phút nữa tắt cho y xíu. Lâu rồi mới phải đau thôi. Vẫn thấy sâu người ta nhìn trùng bò anh đậu em đi vô bóp rồi em không có thời gian luôn á đậu đi bóp tà rơi mà trời gì lên thủng chạy quên chị đi phát tà rơi rồi phát tà rơi cho chị đi. Sườn mới bé mới đặt
Bạn chỉ làm im.